Anh là một người dân nội thành đúng không? Không biết ở đây chỉ toàn yêu tinh hay sao? Tao đã đợi mày lâu rồi. Mày chính là tên đã giết chết anh chị em tao đêm trước. Có bao nhiêu võ nghệ thì hãy cố mà thể hiện nó ra ngay bây giờ đi. Thanh kiếm Dakha có nghĩa là mày không phải là con người. Chúng mày biết để làm gì? Hãy trả lời tao một câu hỏi, rồi tao sẽ cho mày cơ hội. Tao được nghe rằng tụi ác quỷ đang nhốt một tiên nữ. Nó ở đâu? Ngươi đang đi tìm tiên nữ à? Ngươi định dùng tiên nữ để làm gì? Tao hỏi mày, không phải để mày hỏi lại tao. Tao biết tiên nữ ấy đã bị nhốt ở tháp Quy Palat. Nếu ngươi còn yêu cái mạng sống của mình thì đừng tới đấy sẽ tốt hơn. Đấy là chuyện của tao. Giờ ngươi có thể thả ta ra được rồi chứ? Tao đã hứa cho mày cơ hội để đầu thai kiếp khác. Không, không. Chàng trai, cậu có chuẩn bị đồ ăn tới cho ta chứ? Nếu không thì cậu sẽ không thể vào trong. Đồ ăn sao? Tôi không biết là mình cần phải chuẩn bị đồ ăn cho ông. Vậy nếu không mang gì tới
thì ta sẽ xin một bên cánh tay của ngươi vậy. Cũng được. Mày là ai? Sao dám cả gan tới nơi này? Tao tên là Fay. Tôi tới để lấy tiên nữ. Tiên nữ là vật báo của ác quỷ bóng tối. Mày không phải ác quỷ thì lấy đi làm gì? Để cơ hội sau tao cùng đàm đạo với nhau. Nhưng hôm nay hãy trao tiên nữ cho tao trước. Tao không thể trao nó cho mày.
Vậy thì bà là tiên nữ đúng không? Đúng, tao là tiên nữ. Có vấn đề gì sao? Chừng này tuổi mà dám gọi tao là bà. Đây là đường duy nhất của ta. Không, tao sẽ không đi với mày. Mày đi mà tự sát một mình đi. Không còn lựa chọn nào khác đâu. Tao không đi, tao không nhảy.
Bà già, chúng ta chắc thoát rồi đấy. Cái thằng quỷ này, sao mày lại nặng như thế chứ? Chịu đựng một chút đi, ta cần bay lên hướng Bắc. Không đâu, đừng để tao nói thêm nữa. Thêm chuyện gì nữa? Tao không còn đủ sức nữa rồi. Sao? Phải hạ cánh thôi. Ngươi nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi. Không cần lo lắng đâu. Ở đây không có ai là kẻ thù. Ông không phải là con người. Người và yêu tinh cũng như nhau. Có tối, có sáng, có đen và trắng. Nếu ông là ác quỷ bóng tối, ta không phải là ác quỷ, tinh linh hay là bất kể thứ gì. Ta là Thâu Hiên, là người canh giữ khu rừng này, khiến nó trở nên yên bình, cho tới khi ta gặp được các ngươi hôm nay. Cảm ơn ông đã giúp, nhưng tôi có việc phải đi. Đi nào. Đợi đã. Ngươi đã đánh cắp tiên nữ, chắc chắn nung nấu ý định xuống hố quỷ, đúng không? Sao ông lại biết? Con người vì muốn được chiếm đoạt vàng trong hố đấy, nên đã đánh thức tên quái vật. Đúng là lòng tham vô đấy. Tôi không cần số vàng bạc châu báu đó. Vậy ngươi cần thứ gì trong cái hố quỷ đấy? Ngươi có mối quan hệ gì với ngài Naki không vậy? Phay à, ta dạy con cách dùng kiếm, không phải để con dương que đuổi mũi như vậy đâu. Vì bố toàn cho con dùng que. Nếu có kiếm thật thì hãy cho con một thanh, để con tập với cái que này. Thì sao con có thể giỏi được như bố chứ? Thằng nhóc này giỏi ngụy biện đi. Nếu con muốn có một thanh kiếm cho riêng mình, thì phải bắt cho bằng được con rắn ấy trước. Ngài Naki là người có công ơn, vừa làm thầy và cũng vừa làm bố của Phay, dạy cho Phay chiến đấu, cho Phay sinh tồn trên thế gian này. Trước khi ông ấy từ trần, ông ấy trăn trối với Phay rằng có một điều duy nhất có thể ngăn lại ác quỷ bóng tối, đó là Beda Naki, được sinh ra từ ba thứ đặc biệt: nước mắt mẹ thiên nhiên Thorani, tro cốt từ địa ngục
gương thần thê qua. Đây là một trách nhiệm quan trọng được giao cho chính Phây. Cái việc loại bỏ ác quỷ bóng tối biến sạch khỏi trái đất này. Ta nghĩ ngài Naki nuôi dạy ngươi rất tốt. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều, không biết có chấp nhận nghe ta nói hay không. Tôi luôn sẵn lòng. Từ nay, nếu cần giết yêu tinh, thì xin ngươi chắc chắn trước. Ngươi thực sự đang trừ hại đúng cái xấu. Vì với yêu tinh vẫn còn cái tốt tồn tại. Thêm một chuyện nữa, hố quỷ mà ngươi đang tới chính là điểm kết nối trái đất, thiên đường và hỏa ngục. Hãy thận trọng với quái vật nơi đấy. Ngươi đi được rồi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Thật vinh dự khi được gặp lại ngài. Ta nghe tin các ngươi đang gây họa lớn khắp nơi đúng không? Ông hỏi thế chắc không có ý tới để giết chúng tôi chứ? Sao ta có thể giết chính anh em của mình? Nếu vậy có gì cần chúng tôi giúp thì ngài nói ra. Ta cần gặp tên Aswafit. Cái tên lập dị đấy sao? Nó đang sống ở hố quỷ hướng Tây. Sao gọi nó là đồ lập dị? Nó là tên yêu tinh dâm dê, chỉ quan tâm tới đàn bà và nhục dục. Vậy ta có thỏa thuận cho hai người. Nhanh chân lên đi. Tao nghĩ chúng bắt đầu theo tao rồi. Tao mau rời khỏi nơi này thôi. Mà có thể im lặng chút được không? Đau đầu quá đi mất. Ở sau lưng. Chạy nhanh lên. Tao đã bảo là không nên đi đường này mà. Tên điên này.
Sao ngươi có thể tới đây? Giúp thả tự do cho tôi được không? Anh à, cầu xin mà, hãy thả tôi ra đi. Biết ngay mà. Hóa ra ngươi cũng không khác gì mấy tên ác quỷ xấu bóng tối. Mày là ai? Sao dám đột nhập vào đây? Tao tới để lấy nước mắt mẹ Thorani. Nực cười. Mày nghĩ mày có thể lấy nó đơn giản như vậy sao? Món đồ đặc biệt này mày cũng ăn cắp từ người khác không đúng sao? Cứng miệng đi. Cần sợ, ta tới rồi. Đầu kia. Còn sức để tôi lôi thêm một người nữa chứ? Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Thank you.
Ít ra thì ta cũng đã thấy người mình yêu lần cuối. Ta đã nói chính tay ta sẽ giết ngươi rồi mà. Dậy mau, dậy đi, họ đang giết nhau kìa. Không chịu dậy, vậy ta sẽ đi đây. Ta không thể ngờ là có người đã diệt tên quái vật đấy thay ta. Ông là yêu tinh à? Hay ông là tu sĩ? Ta là người tới đây để giải thoát nỗi đau cho dân chúng. Vậy những tên ác quỷ bóng đêm đấy, chúng là những tên tự nguyện hầu hạ ta. Từ nay chúng sẽ tin nghe ta, sống dưới quyền lực của ta. Cái cô đang cầm trên tay có vẻ là một báo vật khó kiếm. Đấy là thanh gươm của chàng trai kia. Anh ta là người đã giao tranh với tên quái vật. Thưa ngài, nó chính là tên Phay, con trai của Hoa Du và Sang Đứng dậy, nhanh nào. Đi nhanh. Chúng ta sẽ tới chiếm lấy thành của chúng. Tất cả vàng bạc sẽ thuộc về mình tao. Đi nào, nhanh lên. Phay à, mẹ đây, con hãy tỉnh dậy đi. Phay à, đứa nào chậm chạp giết hết chúng đi, nhanh chân lên, nhanh lên. Nhanh hơn nữa đi.
Nhanh lên, những kẻ lười biếng. Đứa nào làm chậm là tao sẽ giết. Sao mày lại sắp nhiều vậy? Tao đã bảo dứt bớt mà, mà còn chả chịu nghe. Xương đòn tao sắp gãy rồi. Là mày sao? Tên tinh linh giả tạo. Đưa ra tay đánh vào thành của tao. Tao đã tha cho mày mạng sống mà mày còn hỗn láo nữa sao? Lôi nó đi đánh. Mày không làm gì được tao đâu. Này, chúng mày định làm gì? Nhanh chân lên. Nhanh chân lên nào. Chỉ là roi da, có gì mà la thét lên vậy?
lên sân đục. Chơi đã đủ vui chứ chị? Tao chưa từng dám nghĩ một tên thầy cúng trừ tà lại ngủ với ma. Ông đang nói điều điên khùng gì vậy? Đứa bé trong bụng cô không phải là con người. Nếu không thì cô đã chết từ lâu.